phê lắm hả? Mụn mà nó sướng mà. Em bỏ tay xuống là thoải mái này, không bỏ mụn. Chứ gì bỏ mụn tay vậy, chứ em xem nha.
chị nó quay con to luôn. Rồi mà. Mấy cái này mình kêu nào là không có nhiều, chị kêu chị có lỗi. Thế nào? Để cứ xin lên, xin cho coi. Cục nén lại hay sao? Đau không à? Nó cục nén đau. Chắc lâu rồi mới đi nặng mụn. Để mụn chịu đau tốt ghê. Ta nữa đấy, thằng nghĩ mấy phút rồi hả? Đáng thêm 10 phút, đủ 10 phút. Và trong mình thấy mụn nhiều khó chịu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chị ơi, gạ cho mấy cái mảnh. Chờ chị xí xong rồi đó, chị cạo cho. Vô cạo ở dưới nhà rồi lắm. Cố gắng xí gì nè. Tìm cái chị bé ơi. Chờ chị bé. Hãy
Nhổ đoạn giữa được đoạn đầu không bị cái kiềm bị ấy rồi. Mụn rơi thành luôn. Thôi xong rồi hả? Ừ, xong rồi. Xong rồi. Hết rồi. Lấy giùm cho cái kem mới nha. Bên kia kìa. Bên yêu. Sớm bị lo nhiều. Cái mụn này gọi là mụn gì vậy chị? Phải nhờ đúng không? Mụn giống em đó. Của em là đầu đen này. Cũng tương tự rồi đó. Gồng quá mà. Đã thì đâu có. Hồi nãy cô em cũng rứa đó. Sướng thiệt.